thưa quý vị và các bạn, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra đối với ngành nông nghiệp mục tiêu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 là khai thác tốt nhất lợi thế của từng lĩnh vực sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, từng bước hình thành vùng chuyên canh đa canh cho năng suất cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nâng cao giá trị chất lượng, hình thành vùng nuôi tôm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nuôi tôm lúa có cải tiến, phát triển nông nghiệp phải gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, góp phần giảm nghèo bền vững. Theo đó, kế hoạch số 55 ngày 20 tháng 9 năm 2021 của huyện ủy về thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đề ra các chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 5,23%, phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 8.055 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 9,5%, lâm nghiệp chiếm 0,4%, ngành thủy sản chiếm 90,1%, sản lượng lương thực đạt 138.000 tấn, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 87.139 tấn, giá trị sản xuất bình quân 1 hecta đất đạt 150 triệu đồng trên một năm, có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Định hướng đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 4,02% trở lên, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 1.811 tỷ đồng, cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 13,5%, lâm nghiệp chiếm 0,32%, và thủy sản chiếm 86,18%. Sản lượng lương thực đạt 161.000 tấn, khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 108.089 tấn, giá trị sản xuất bình quân 1 hecta đất đạt 170 triệu đồng trên một năm, cơ bản hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể tập trung tuyên truyền nội dung thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, làm thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, xây dựng thương hiệu nhân dân, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp theo tình hình dịch, điều chỉnh bổ sung và tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, tiến hành rà soát điều chỉnh các quy hoạch đã được phê duyệt, bổ sung các quy hoạch mới, phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực thế mạnh, tăng cường liên danh liên kết giữa các nhà như nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực hợp tác xã hiện có, hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác xã mẫu để nhân rộng, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, chủ động kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, quy trình sản xuất hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tháng phát động cuộc thi viết văn và vẽ tranh bậc tiểu học và trung học cơ sở, được nhà thiếu nhi phối hợp với hội đồng đội, phòng giáo dục và đào tạo huyện An Minh phát động đã nhận được sự quan tâm, nhiều tác phẩm đặc sắc được gửi về ban tổ chức cuộc thi. Qua phát động, ban tổ chức đã nhận được 510 tranh vẽ và 570 bài văn ở cả hai bậc tiểu học và trung học cơ sở. Sau khi xem xét đánh giá, ban giám khảo cuộc thi đã lựa chọn và trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 69 giải khuyến khích cho các em học sinh đạt kết quả cao tại cuộc thi. Đồng thời, ban tổ chức đã chọn ra 200 tác phẩm tiêu biểu để gửi tham dự cấp tỉnh. Trước đó, với mục đích nhằm tạo môi trường lành mạnh để phát huy khả năng sáng tạo của các em học sinh, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em khi bước vào năm học mới và Tết Trung Thu, nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhà thiếu nhi huyện đã tổ chức phát động cuộc thi viết văn và vẽ tranh với chủ đề Trung Thu Tết của thiếu nhi và gửi những ước mơ đến chị Hằng, chú Củi. Cuộc thi được phát động cho đối tượng là các em học sinh, đội viên, nhi đồng trong toàn huyện. Nội dung cuộc thi năm nay xoay quanh các chủ đề cuộc sống xung quanh nơi các em học tập, sinh hoạt trong dịp Trung Thu về, hoạt động chung tay bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh tại nơi các em đang sinh sống, biết những ước mơ, mong muốn, hoài bão của các em hoặc ước mơ, mong muốn đất nước Việt Nam
thế giới mau hết bệnh và cả nhà vui khỏe. Đồng thời, năm nay cuộc thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước đang trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, nên ban tổ chức đã đưa vào cuộc thi chủ đề về thể hiện sự động viên, lòng biết ơn sâu sắc của các em học sinh, đội viên nhi đồng đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch và các chiến sĩ đang tích cực bám trụ biên giới phòng chống dịch, bảo vệ sự bình an cho nhân dân và sức khỏe cộng đồng. Cuộc thi cũng là một giải pháp sinh hoạt trong công tác đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn huyện, thì các em tạm thời ở nhà để chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bằng những hình ảnh, lời văn chính của các em thiếu nhi sáng tác sẽ tạo sự lan tỏa đến các liên đội trên địa bàn huyện An Minh nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung, chung tay cùng cả nước thực hiện hiệu quả công tác giáo dục cho đội viên học sinh, đồng thời tạo điều kiện chủ động trang bị cho các em kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân, gia đình trong phòng chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, trong những 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phần nào đã ảnh hưởng đến kinh doanh sản xuất của địa phương. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ xã, điều hành của Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh, nhờ đó tình hình kinh tế xã hội ổn định, có chuyển biến tích cực, đúng định hướng. Qua đó, các lĩnh vực kinh tế có sự tăng trưởng khá so với kế hoạch năm. Tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt khai thác thủy sản đạt 9.881 tấn, đạt 89.3% so với kế hoạch huyện giao. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, tạm thời tập trung các nguồn lực đầu tư thực hiện các tiêu chí còn lại. Đến nay, xã đã đạt 16 trên 19 tiêu chí. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, đã khám và điều trị bệnh thông thường cho trên 4.850 người bệnh, đạt 86.6% kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đã chi hỗ trợ cho 695 lao động tự do mất việc theo quy định tại nghị quyết số 68 của chính phủ với số tiền trên 1 tỷ đồng, tiếp nhận và cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, hỗ trợ cho 1.019 khẩu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, giới thiệu việc làm cho 418 lượt lao động, đạt 69.67% kế hoạch. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cơ bản được kiểm soát. Từ nay đến cuối năm, xã Tân Thạnh tập trung đẩy nhanh phát triển sản xuất, huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021.